Việt Nam lần đầu tiên ra mắt công chúng hệ thống tên lửa đạn đạo Scud, được coi là duy nhất ở Đông Nam Á theo truyền thông trong nước. Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud của Việt Nam được đưa ra mắt tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân vừa qua ở Hà Nội. Bản tin ra hôm 6 tháng Giêng của Vietnamnet cho biết, mặc dù đã có biên chế từ lâu, song đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo Scud được công khai ra mắt ở Việt Nam hôm 23 tháng 12. Các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud ban đầu được Liên bang Xô Viết phát triển trong thời gian chiến tranh lạnh. Theo The National Interest, sau 6 thập kỷ, các phiên bản của Scud đã được nhân lên trên toàn cầu, hiện diện trong các loại tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên cho tới Iran. Loại tên lửa này chính gốc có tên là R-11 với phiên bản đầu tiên và R-17, sau này đổi thành R-300 Elbrus, phiên bản sau này. Tuy nhiên, cả thế giới vẫn quen với cái tên Scud do NATO đặt cho loại tên lửa này. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình và Quốc tế Stockholm, vào năm 1998, Việt Nam đã mua từ Triều Tiên hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Ha-Soang 6, tức là Hỏa tinh 6, một phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Scud-C với tầm bắn lên tới 600 km. Số tên lửa Scud phiên bản B và C được coi là một trong những vũ khí uy lực của lực lượng pháo binh Việt Nam hiện nay. Theo An ninh Thủ đô, đến thời điểm này, Việt Nam là quân đội đầu tiên và cũng là duy nhất tại khu vực Đông Nam Á có tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud trong biên chế. Việt Nam trong một thập kỷ qua đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng sức mạnh trong khu vực. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình và Quốc tế Stockholm cho thấy chi tiêu quốc phòng của Việt Nam tăng từ 1,3 tỷ đô la vào năm 2006 lên 5,5 tỷ vào năm 2018 với mức tăng hơn 320%.